Thưa quý vị, ổ dịch Bắc Giang vẫn đang là điểm nóng. Cao điểm là ngày hôm qua, có tới 375 ca mắc mới được ghi nhận. Sáng và trưa nay vẫn tiếp tục có hàng chục ca mắc mới. Trong khi đó, Bắc Giang còn đứng trước một nhiệm vụ rất quan trọng khác, đó là phải sớm khôi phục sản xuất để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của công nhân, sự phát triển chung của kinh tế. Sáng nay, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, đã trực tiếp có mặt tại điểm nóng này để chỉ đạo công tác chống dịch. Phó Thủ tướng đã đề nghị lãnh đạo tỉnh cần linh hoạt, trách nhiệm trong phân loại nguy cơ. Thay vì cứ để F1 cách ly tập trung toàn bộ thì có thể cách ly tại nơi cư trú. Phóng viên Nguyệt Ánh sẽ thông tin cụ thể hơn tới quý vị. Xin mời chị Nguyệt Ánh. Khu công nghiệp Vân Trung là một trong ba ổ dịch tại Bắc Giang với ca mắc đầu tiên vào ngày 8 tháng 5. Đến nay thì đã có 315 ca mắc. Ổ dịch này thì đã được kiểm soát, chỉ phát sinh một số ít trường hợp F1 chuyển thành ca bệnh. Khu ký túc xá Phú Giang ở đây đang sử dụng làm khu cách ly tập trung cho khoảng 1.300 công nhân. Đây là một trong 5 khu cách ly tập trung của tỉnh. Kiểm tra tại đây thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đề nghị tỉnh Bắc Giang đúc kết kinh nghiệm trong triển khai cách ly tập trung, phong tỏa các khu dân cư có đông công nhân cư trú, cùng những giải pháp đảm bảo đời sống sinh hoạt cho công nhân, người dân từ thực tiễn triển khai những ngày qua. Cũng ngay trong buổi sáng, Phó Thủ tướng đã đến khu vực trọng điểm nguy cơ cao thuộc xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Xã Quang Châu thì có gần 9.000 công nhân ở trọ, trong đó 1.500 người đã đi cách ly tập trung. Hiện tất cả người dân và công nhân đều chấp hành nghiêm quy định ở trong nhà. Hàng ngày có tổ đưa lương thực thực phẩm đến từng nhà. Xã cũng duy trì tổ thanh niên tình nguyện, tổ COVID cộng đồng. Thưa quý vị, hiện nay thì Bắc Giang có tới gần 50.000 người có nguy cơ lây nhiễm cao. Cần phải sàng lọc nhanh hơn nữa những người có nguy cơ cao để làm sao khẩn trương có phương án tách riêng. Hôm nay, lực lượng y tế hơn 400 người do Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế điều động đều đã bắt đầu triển khai xét nghiệm nhanh diện rộng tại tâm dịch. Trong 5 huyện đang thực hiện cách ly xã hội tại Bắc Giang, thì Việt Yên được coi là trọng tâm dịch nóng nhất với 3 tâm điểm dịch là thôn Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng thuộc xã Quang Châu, nơi có tới gần 18.800 người, tập trung đông công nhân cư trú. Các chuyên gia y tế cho rằng nếu kiểm soát được dịch tại huyện Việt Yên thì Bắc Giang mới thắng dịch. Vì thế đây chính là điểm được chọn đầu tiên để triển khai phương án xét nghiệm test nhanh kháng nguyên COVID-19 để sàng lọc những người có nguy cơ cao. Cái đợt này chúng tôi dự kiến là từ 1 đến 2 ngày sẽ tổ chức là quét qua khoảng 40.000 từ người dân cho đến các công nhân. Và cái việc này không chỉ là cái quét ngang sàng lọc một lần mà sẽ được lặp đi lặp lại trong vòng một thời gian. Việc xét nghiệm test nhanh sẽ được thực hiện định kỳ 3 ngày một lần ở những điểm có nguy cơ cao. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng. Test nhanh không phải là tiêu chuẩn vàng, nhưng mà là một cái xét nghiệm sàng lọc cũng rất giá trị. Với cái độ nhạy của nó khoảng 70-80% đã được chứng minh bằng các cái nghiên cứu khoa học, là một công cụ rất là cần thiết để giúp cho ngành y tế phân loại sàng lọc và sau đó thì sẽ được khẳng định lại bằng xét nghiệm tiêu chuẩn vàng, đó là real-time PCR. Lực lượng 400 nhân viên y tế sẽ chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người đến từng nhà của thôn để lấy mẫu. Sau 15 phút sẽ có kết quả. Trường hợp dương tính sẽ được đưa đi bệnh viện luôn. Trường hợp âm tính sẽ tiếp tục được xét nghiệm mẫu gộp. Cũng trong hôm nay, bắt đầu thử nghiệm việc tự lấy mẫu trên một nhóm công nhân. Cán bộ y tế sẽ hướng dẫn cụ thể. Nếu triển khai tốt thì sẽ nhân rộng mô hình này. Công tác xét nghiệm để kiểm soát nguy cơ về lây nhiễm đang được triển khai ngày càng quyết liệt và thần tốc hơn. Bắc Giang có thể nhanh chóng phục hồi lại sản xuất. Ngay trong tối qua, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành hỏa tốc kế hoạch tổ chức lại những hoạt động sản xuất tại nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp như là Đình Chám, Quang Châu, Song Khê, Nội Hoàng và Vân Trung. 8 doanh nghiệp đầu tiên sẽ tổ chức lại sản xuất bắt đầu từ ngày 28 tháng 5, tức là chỉ còn 2 ngày nữa. Trước đó, ngày 18 tháng 5, Bắc Giang đã tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp để tập trung dập dịch. Đó là khu công nghiệp Đình Chám thuộc huyện Việt Yên, khu công nghiệp Quang Châu thuộc huyện Việt Yên, khu công nghiệp Vân Trung nằm giữa huyện Việt Yên và Yên Dũng, khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng thuộc huyện Yên Dũng. Trước mắt, Bắc Giang tổ chức xây dựng mô hình điểm cho các doanh nghiệp sản xuất trở lại với 8 doanh nghiệp của 4 khu công nghiệp này. Có một công ty
thuộc khu công nghiệp Đình Chám, một công ty thuộc khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, một công ty thuộc khu công nghiệp Vân Trung, 4 công ty thuộc khu công nghiệp Quang Châu, một công ty thuộc cả hai khu công nghiệp Đình Chám và Quang Châu. Theo đó, các doanh nghiệp trước khi quay trở lại hoạt động phải được rà soát, kiểm tra, đánh giá bảo đảm điều kiện an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong sản xuất và được hướng dẫn đầy đủ các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn trong điều kiện vừa sản xuất vừa phòng chống dịch COVID-19. Kế hoạch bắt đầu triển khai từ ngày 26 tháng 5. Các doanh nghiệp chỉ sử dụng người lao động đã được cơ quan y tế và chính quyền địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch từ ngày 9 tháng 5 trở lại đây và có 2 lần xét nghiệm PCR kết quả âm tính với COVID-19, trong đó lần gần nhất trước khi quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp một ngày. Bắc Giang cũng quy định chặt chẽ về việc ăn ở, đưa đón, hạn chế tiếp xúc để đảm bảo an toàn với người lao động. Thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với toàn bộ người lao động, mỗi lần cách nhau 7 ngày trong tháng đầu tiên. Để tìm hiểu kỹ hơn về kế hoạch, phương án khôi phục sản xuất tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang, phóng viên Việt Nam hôm nay đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Ánh Dương, là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Điều kiện để doanh nghiệp trở lại hoạt động thì việc đầu tiên là doanh nghiệp phải có được cái đảm bảo cái nơi ở cho công nhân ngay tại doanh nghiệp. Đấy. Hoặc là doanh nghiệp phải có một cái khu ký túc xá riêng cho công nhân và tách biệt khỏi cộng đồng. Và sẽ chỉ được đưa công nhân từ khu ở đến nhà máy và ngược lại. Đấy. Người công nhân sẽ không giao tiếp với cộng đồng. Thế thì đấy là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là chọn những cái nhà máy mà có cái quy mô xưởng nó thông thoáng, nó đủ cái điều kiện để công nhân có thể làm việc theo phương thức giãn cách. Thế và có đủ các cái trang thiết bị để sẵn sàng phòng chống dịch, như là có thể bố trí được cái điểm cách ly. Cái thứ ba nữa là sẽ chỉ tập trung vào những công ty mà có cái nguồn nhân lực tại chỗ. Nguồn nhân lực đó là phải được đảm bảo là không nhiễm COVID-19. Thế và sau đó sẽ phải tập trung công nhân trước 3 ngày để làm xét nghiệm lại. Chính vì vậy mà bản chất thì người công nhân ở đây cũng thực hiện cái chế độ cách ly sản xuất. Đấy. Và cái việc cách ly sản xuất như thế này thì nó giúp cho mấy cái việc. Một là công nhân vẫn có thể làm việc, có thu nhập. Doanh nghiệp thì vẫn có hoạt động và có thể là không làm đứt gãy các cái chuỗi cung ứng sản xuất. Cái thứ ba nữa là cũng là một cái điều kiện để giảm tải trong các cái khu cách ly xã hội. Bởi vì công nhân hiện nay nếu không đi làm thì sẽ ở trong các cái khu cách ly xã hội rất là đông dân cư. Đấy, và với một cái môi trường ở thì nó cũng chật chội, thậm chí còn không thông thoáng bằng nơi sản xuất. Đấy, thì cái nguy cơ mà lây nhiễm ở, nơi trọ còn cao hơn cái nguy cơ lây nhiễm trong nhà máy. Chính vì vậy mà chúng tôi thấy rằng là chúng ta đưa công nhân trở lại nhà máy sản xuất cũng là một cái giải pháp để chống dịch. Sẽ còn bộn bề những khó khăn, gian nan để Bắc Giang có thể vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất. Bên cạnh đó còn là công tác điều trị cho những bệnh nhân mắc COVID-19, lo cuộc sống cho những người đang phải cách ly y tế. Nhiều sự hỗ trợ, nhiều sự quan tâm đang hướng về Bắc Giang. Và với những sự thay đổi linh hoạt trong các phương án xét nghiệm, sàng lọc, cách thức cách ly, sự kỹ lưỡng chuẩn bị để tổ chức lại sản xuất trong điều kiện vẫn còn những ca mắc mới, hy vọng trong những ngày tới đây, chúng ta sẽ nhận được nhiều thông tin khả quan hơn nữa từ Bắc Giang.